Không có gì miễn phí trên thế giới này. Vâng, tôi luôn luôn cảm thấy được dẫn đến việc làm đài phát thanh. Và ngài biết đó, đọc thơ của Kabir và tất cả những vị thánh tuyệt vời của Đông Phương. Sư phụ, phải, nhưng anh nhất định cũng có thiền, phải thiền. Vâng, tôi có. Để anh có thể quân bình nghiệp chướng mà anh thâu vào trong khi làm việc. Bởi vì anh không làm điều này. Không có gì là miễn phí trên thế giới này cả. Nếu anh muốn làm điều gì tốt cho thế giới, anh biết đấy, cái giá chúng ta phải trả về phương diện tâm linh. Ý tôi là về phương diện tâm linh. Cho nên hãy nhớ thiền đầy đủ. 4 tiếng nếu anh muốn ở trên mặt nước. Ít nhất 1 tiếng quán âm thanh và 3 tiếng quán ánh sáng được chứ. Hoặc nửa này, nửa nọ. Nếu anh có thể làm 2 tiếng này, 2 tiếng kia, như vậy thì tốt. Tôi chỉ nói với anh như một người bạn, không phải đạo sư. Anh biết tất cả những điều này rồi. Nhưng bởi vì anh làm nhiều việc cho thế giới hơn, anh cần thiền thêm. Xem. Vấn. Chỉ để giữ cho ân sủng màu nhiệm thiêng liêng này tiếp tục đến. Sư phụ, phải, bằng không anh sẽ bị thiếu hụt. Hãy nhớ điều đó. Cứu người khác là tốt, nhưng chúng ta cũng phải có khả năng bơi trở về nữa. 4 tiếng thiền định nhé. Dần. Nếu anh không tin tôi, anh có thể hỏi các vị thầy của anh. Các ngài sẽ nói giống vậy. Các ngài có nói với anh không? 4 tiếng. Dấn. Thưa, 2 tiếng. 4 tiếng là mục tiêu tốt để vươn tới. Sư phụ, anh phải cố gắng. Không phải 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi là đối với những người bình thường. Những người không làm gì cho thế giới. Chỉ chăm lo cho bản thân họ hoặc gia đình và công việc. Nhưng với những người muốn làm việc cho thế giới, ít nhất 4 tiếng. Dấn. Đó là nguyên tắc tốt để theo. Sư phụ, không phải nguyên tắc, đó là điều phải làm. Anh phải làm như vậy, nếu không anh sẽ kiệt sức. Bởi vì nếu anh muốn truyền bá điều này cho thế giới, như vậy có nghĩa là anh sẽ cứu một số linh hồn và nghiệp chướng sẽ đến với anh nhiều hơn bình thường. Tôi đoán là anh không thường xuyên liên lạc với sư phụ của anh, cho nên tôi chỉ cố gắng nhắc nhở anh. Để anh kiên tâm, an định, khỏe mạnh và thư thái. Bởi vì nếu anh cứ ban phát mà không kiếm đủ, anh sẽ gặp rắc rối. Giống như tiền vậy. Nếu chúng ta tiêu xài nhiều hơn khả năng chúng ta kiếm được, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Anh hiểu ý tôi nói không? Thiền nhiều hơn, nhé. Dần. Không phải chỉ hành thiện không thôi là tốt. Không đâu. Có lẽ sau này ở thiên đàng. Nhưng trong đời này chúng ta phải cân bằng lực lượng tâm linh và năng lực thế giới chung quanh mình. Anh càng muốn giúp thế giới, anh càng phải thiền nhiều hơn. Đó là vấn đề. Nhưng càng muốn giúp thế giới, chúng ta càng bận rộn hơn. Đúng vậy, đó là nghịch lý. Nhưng làm sao đây? Sư phụ của anh không nói rằng nếu, thí dụ như, là người liên lạc hoặc đại diện của ngài, họ phải thiền nhiều hơn sao? Hoặc là người giúp sư phụ trong đạo tràng để trả lời thư từ và tất cả những công việc đó, họ phải thiền ít nhất 4 tiếng. Sư phụ anh không nhắc anh sao? Vâng, thưa không, trước đây tôi chưa nghe qua. Dĩ nhiên, vị thầy truyền pháp cho tôi nhiều năm trước đã qua đời. Sư phụ, ngài đã qua đời, nhưng anh có những vị thầy khác chứ? Được rồi, nếu sư phụ của anh đã qua đời, thì anh phải liên lạc với người kế vị của ngài để được nhắc nhở và câu thông trở lại. Sư phụ của anh sẽ chăm sóc anh cho dù ngài đã qua đời. Đó là điều chắc chắn. Nhưng về vật chất, về trí thức, chúng ta đôi khi cần được nhắc nhở. Anh biết mà, để được liên hệ, nâng đỡ về tâm linh, tinh thần và tâm lý. Dân. Dân. Đó là lý do tôi luôn rất thân thiện, thân thiện, thân thiện, hòa đồng. Sư phụ, với ai? Với ngài. Với tôi, anh là bạn, điều đó tốt, vậy là tốt,
vậy là tốt. Dấn, từ ánh sáng và âm thanh, giáo lý ánh sáng và âm thanh. Sư phụ, phải thiền về điều đó nhé, bởi vì đó là bản chất của chúng ta, phẩm chất Thượng Đế của chúng ta. Phẩm chất Thượng Đế biến hóa trên thế giới này thành ánh sáng và âm thanh nội tại. Ánh sáng vô sắc, âm thanh vô thinh. Và điều này sẽ giúp chúng ta có khả năng vượt qua mọi rắc rối trên đời này, giữ thăng bằng và nâng cao trình độ tâm linh. Cùng lúc chúng ta muốn giúp thế giới, chúng ta cũng phải tiếp tục giúp chính mình nữa. Anh có thể tới thăm người kế vị của sư phụ anh, hoặc nói chuyện với sư phụ anh cũng được, nhưng hãy thiền nhiều hơn. Hãy cố gắng làm cho được, ráng làm cho được, phải thật vậy. Ít nhất một tiếng quán âm thanh, và rồi phần kia ánh sáng. Anh phải ráng thiền cho được 3 tiếng nữa. Dần. Nếu anh không làm đài phát thanh, anh không cần phải cố gắng giúp thế giới, thì anh không cần thiền nhiều như vậy. 2 tiếng rưỡi, như sư phụ anh bảo là đủ rồi. Bình thường là vậy. Dần. Đó là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn, phải. Dần, tiêu chuẩn, nhưng phải. Tôi đồng ý. Chúng ta cần nạp năng lượng tâm linh và sống trong mức ân sủng đó để thay đổi thế giới trở nên tốt hơn, giúp tha nhân, giúp mọi người. Sư phụ, phải, nhưng anh phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ. Bởi vậy, anh cho ra càng nhiều, anh càng phải củng cố mình nhiều hơn. Dấn, đúng, đúng, lời khuyên tốt. Sư phụ, không, không phải lời khuyên mà là việc phải làm, xem. Sư phụ của anh không biết anh sẽ làm cho đài phát thanh và giúp thế giới, nên dĩ nhiên ngài không nói với anh. Nhưng nếu anh hỏi người kế vị của sư phụ anh, họ sẽ nói với anh như vậy, giống như tôi nói với anh. Chúng ta cần nhiều năng lượng hơn để cho đi. Nếu anh chỉ đẩy một chiếc xe 20kg thì anh không cần dùng nhiều sức. Nhưng nếu anh đẩy chiếc xe 50kg, thì anh phải dùng thêm sức. Anh hiểu không? Cũng vậy. Nếu anh muốn giúp thế giới, anh phải duy trì sự câu thông mạnh hơn. Mạnh, lấy từ ngân hàng nhiều hơn, anh hiểu không? Bởi vì anh muốn tiêu xài nhiều hơn. Thưa đúng. Như tiền bạc, anh muốn xài nhiều hơn, thì anh phải rút từ ngân hàng nhiều hơn thì mới có. Dấn, có đủ năng lượng tâm linh, ân điển. Sư phụ, phải, đúng, đúng. Tài khoản ngân hàng của anh phải dồi dào để có thể ban phát. Bằng không, anh có thể gặp rắc rối. Không có gì to tát cả, có lẽ đau ốm hay bệnh tật, hoặc khó khăn về tài chính, hoặc không nói chuyện được hay bất cứ gì. Thôi được, hãy mạnh mẽ lên. Cầu sư phụ của anh gia trì cho anh nhiều hơn, để anh có thể tiếp tục công việc cao cả. Tôi tin chắc ngài đang gia trì cho anh, nhưng anh phải tiếp nhận ân điển đó. Thiền 4 tiếng để ngài có thể gia trì cho anh nhiều hơn. Phải. Thiền. Dấn. Dân, tôi tin Gandhi cũng từng nói điều tương tự. Có nói à? Hôm nay tôi có quá nhiều việc phải làm, nên tôi phải thiền thêm. Sư phụ. Đúng, 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 đúng. Chúng ta càng thiền, chúng ta càng có nhiều trí huệ và sức mạnh, rồi chúng ta càng hữu hiệu hơn trong mọi việc mình làm. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời trong buổi phỏng vấn của ngài James Spin, VCD 943. Lực lượng chữa lành. Và lực lượng chữa lành, tôi không phải đặc biệt ngồi ở đó chỉ để chữa lành bệnh của mình trong nhiều giờ, phí thì giờ của tôi. Tôi chỉ uống vài viên aspirin, thứ gì đó đơn giản. Dấn, nếu chúng ta hòa nhập vào lực lượng đó và dùng những lợi ích này, đó là để dùng cho những người gần mình hay cho toàn thế giới nói chung, hay còn tùy vào... Sư phụ, quý vị dùng cho bất cứ gì, ngay cả cho quý vị. Khi quý vị bị bệnh hay gì đó, quý vị lành bệnh nhanh hơn nếu quý vị hòa nhập vào đó. Quý vị cầu lực lượng đó để được hòa nhập. Chỉ ý thức là nó có sẵn đó, và nếu quý vị bị bệnh, quý vị mau lành hơn. Nếu cảm thấy ai đó xứng đáng với tình thương của quý vị để chữa lành bệnh cho họ,
Cho dù đôi lúc thấy như tuyệt vọng, người đó khỏe mạnh lại. Nếu người đó xứng đáng, nếu người đó tốt cho thế giới. Như Mandela chẳng hạn, mọi người thương mến ông ta, cho nên ông ta được hồi phục, ví dụ như vậy. Nhưng nếu có người quá già, bệnh nặng, quá yếu đuối rồi, thì có lẽ họ đi thì tốt hơn. Bám víu vào thân thể hư hoại để làm gì, khi có một thân thể tốt hơn đang chờ quý vị. Ngay cả thân thể Atula cũng đẹp hơn nhiều. Ví dụ, ở đây trong thân thể vật chất, quý vị cụt một chân hay bị què một tay. Nhưng khi quý vị đi vào thân thể Atula, quý vị được chữa lành, quý vị trẻ đẹp và bình thường. Cho nên, mất thân vật chất này thật sự không đáng kể. Chỉ vì người ta không biết vậy, họ bám vào thân thể này. Nhưng với những người đã biết, dù đó là thiên đàng Atula, thì họ không muốn sống ở đây thêm một giây khắc nữa. Càng tri ân, càng thấy nhiều phép lạ. Quý vị càng tri ân thì càng thấy nhiều phép lạ. Đó chỉ là đồng thanh tương ứng. Vì quý vị càng nhận biết năng lực vận hành của Thượng Đế, quý vị càng thấy được nhiều hơn. Đúng thế đó. Quý vị khơi nguồn cho tác động dây chuyền. Càng nhận biết phép lạ, quý vị càng nhận được thêm. Và càng nhận được thêm, quý vị càng nhận biết, quý vị càng nhận được. Điều này khởi động loại phản ứng khẳng định bên trong quý vị hay trong vũ trụ. Bởi vì quý vị ở trong vũ trụ, quý vị đồng nhất thể với tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Càng ít nói chuyện, càng tốt. Nói chuyện cũng mệt, mình tiêu hao năng lượng. Vậy nên hãy nói ít thôi. Càng ít nói chuyện, càng bảo tồn lực lượng bên trong, hiểu không? Không phải chỉ lực lượng tâm linh ở đây, mà còn lực lượng siêu linh. Lực lượng siêu linh bao gồm nhĩ lực, nhãn lực và trí lực. Một số quý vị phát triển nhiều hơn, một số thì ít hơn. Bởi vì nói chuyện quá nhiều, tất cả đều đi ra. Khi chúng ta giúp đỡ người khác. Giống như khi quý vị giúp các chúng sinh khác, như những người khuyết tật, có nhớ chuyện lần trước không? Phật nói công đức như là giống như mình cúng dường cho Phật. Hàng ngàn triệu năm công đức sẽ được sinh ra trong gia đình giàu có, tiến tâm, sống hạnh phúc nhiều kiếp, nếu sinh trở lại làm người hay tái sinh lên thiên đàng và vui hưởng thiên đàng lâu, thật lâu. Cho nên, giúp đỡ người yếu đuối, người thiếu thốn, dù là ở đâu, dù là gì, thì thật sự là giúp chính mình. Phần thưởng sẽ nhiều hơn những gì mình có thể tưởng tượng. Nhiều lần tôi có bảo quý vị hãy đi làm này làm nọ để giúp người khác bị thiên tai này kia. Và quý vị luôn tường trình cho tôi rằng chúng con cảm thấy sự gia trì của sư phụ ở đó. Chúng con cảm thấy vui sướng và thăng hoa. Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng linh hồn quý vị cảm thấy được thăng hoa, tinh thần thăng hoa. Lòng cảm thấy từ bi và buồn thương cho những người hoạn nạn. Nhưng linh hồn cảm thấy vô cùng thăng hoa và vui sướng. Và quý vị luôn cảm ơn tôi. Không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính mình. Vì quý vị thương yêu người khác nên mới cảm thấy như vậy. Đó chỉ mới là khởi đầu. Cuộc sống của quý vị sẽ thay đổi, luôn luôn tốt hơn về sau. Rồi sau đó quý vị lên thiên đàng cao hơn, được thêm nhờ vào việc đó. Ví dụ quý vị ngồi thiền và chỉ lên đến có lẽ đẳng cấp thứ ba thấp. Nhưng vì tất cả tình thương qua hành động, lòng từ bi này, quý vị sẽ lên như là cảnh giới thứ ba trung, hoặc thứ ba cao, hoặc đẳng cấp thứ tư, luôn luôn được cho thêm, tặng thêm từ pháp môn Quán Âm. Nếu quý vị có tình thương và lòng từ bi, thì luôn luôn có phần thưởng, bây giờ và sau này. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi thuyết giảng trên truyền hình Vô Thượng Sư.